Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với channel của mình là Lộc Sutiki đây. Hôm nay Lộc sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.14 nha bạn. Ok, trong ngày hôm nay thì mình sẽ qua ngôi làng zombie ấy để cứu mấy anh làng nha các bạn ơi. Nhưng mà trước tiên thì mình cần phải dùng cái thẻ tên này để đổi tên các ảnh ấy để cho mấy ảnh không có despawn vào ban ngày các bạn ơi. Đó, mình sẽ đổi thành dấu chấm đi. Rồi. Và mình cũng cần phải làm một bộ giáp các bạn à, tại vì lúc nãy mình có farm ít cái mắt nhện ấy. Đấy, thành ra hư giáp luôn. Rồi, một cái áo này, một cái quần, một cái ủng và một cái nón. Ok, giờ mình full giáp rồi. Giờ thì qua bên ngôi làng bên kia thôi các bạn. Trên đường đi thì mình còn gặp bọn cái cướp dân làng nè các bạn ơi. Wow, ui. Để mình cứu mấy anh nhàn làng xong thì mình quay lại và quánh mấy tên đó nha. Tạm thời đi, bỏ qua mấy tên đó đi các bạn. Đuổi theo mình luôn chứ. Chạy. Ủa, ghê quá. Và trong thời gian rảnh này thì mình cũng có set up một cái chỗ để nhốt mấy anh zombie dân làng lại cảm ơn. Nếu không ấy, ban ngày mấy anh sẽ đi ngoài trời và bị ánh nắng mặt trời đốt cháy ấy. Như vậy thì mình sẽ không cứu được mấy ảnh. Cho nên mình phải làm như vậy này để giữ mấy ảnh ở trong đây luôn á các bạn. Rồi giờ mình sẽ đưa từng anh vào trong nha. Đó. Ok. Ủa, nãy mình thấy đông lắm mà ta. Đây. Anh này là anh nông dân các bạn à, anh đổi cái mũ rơm kìa. Ok, đi theo mình. Đó, được đấy. Ok, cái này các bạn nên giữ từng anh thôi nha các bạn. Tại vì giữ nhiều quá thì các bạn không có nhốt được đâu. Đó, mình thì dùng hai cái cổng này. Đó, để đưa ảnh vô đây xong mình đóng cửa lại. Rồi mình sẽ đi ra bằng đường này. Đó. Rồi. Đóng cửa lại xong. Một anh rồi, giờ tới anh tiếp theo thôi. Để mình xem nào. Nãy mình thấy nhiều lắm mà ta. Đây. Để mình coi anh này là anh này hình như là cái anh họ rèn các mà. Nhìn cá giống anh dân làng họ rèn luôn. Ok, giờ mình sẽ nhử mấy anh lợi nặng cái đã. Giờ mình cũng sẽ đặt tên luôn nha. Cho anh một dấu chấm luôn. Khi nào mà anh thành dân làng bình thường ấy thì mình sẽ đổi tên lại nha bạn. Tại vì thẻ tên này mình có thể câu cá để lấy ấy. Thành ra cũng không khó để có cái thẻ tên nữa các bạn ơi. Rồi, giờ mình sẽ đưa anh dân làng đi vô nào. Đó, mình cũng có được 4 cái mắt nhện đó các bạn. Chú tí nữa về chắc mình sẽ nấu thuốc rồi chữa bệnh cho mấy ảnh luôn. Đó. Rồi. Ui da. Rồi, đặt tên cho anh này luôn. Đó, được 2 anh rồi. Tiếp theo thôi. Đấy. Không biết ngôi làng mình có bao nhiêu anh dân làng zombie nữa. Mình chỉ làm được có 4 chỗ thôi các bạn à. Rồi, giờ tìm thêm anh dân làng khác thôi. Ở đây có không? Không. Ở đây thì sao? Ở đây cũng không luôn. Ở đây. Ở đây. Mấy dân làng đi đâu hết rồi? Nãy mình thấy đông lắm mà ta. Ủa mấy anh làng, dân làng đâu rồi nhỉ? Ở đây. Vậy là cái làng mình còn có 3 anh dân làng à? Mình chuẩn bị 5 cái tên mà rốt cuộc còn có 3 anh dân làng thôi các em ơi. Chắc tại cái ngôi làng zombie nên ít mấy anh villager các bạn à. Mà thôi kệ đi, có ba anh cũng được rồi. Rồi, giờ đi theo mình thôi. Cái anh dân làng này đeo mắt kính kìa. Hình như dân làng mới sao các bạn ơi. Đó giờ mình mới thấy anh dân làng mà đeo mắt kính luôn ấy. Đeo mắt kính thì chỉ có anh dân làng thủ thư hay sao ấy. Nhưng mà anh này đâu có giống thủ thư đâu. Thủ thư có cái mũ nữa luôn á các bạn. Anh này mình chưa biết nữa, để khi nào mình cứu anh xong mình mới biết được. Rồi, giờ tạm thời đưa ảnh vô đây trước đã. Trời cũng sáng luôn rồi kìa. Rồi, vô lại. Rồi, đặt tên. Búp. Yeah. Rồi, vậy là mình đã đưa mấy anh dân làng vô xong rồi các bạn ơi. Đó. Là mình được một anh này là nông dân nè. Anh này là họ rèn, còn anh này là mình chưa biết nữa. Tướng tá này hình như là dân làng mới sao các bạn ơi. Như vậy thì có vẻ mấy con zombie có thể tấn công vô hay sao các bạn ơi. Chắc mình sẽ đặt thêm block đi. Đó, mình sẽ đặt thêm ở ngoài một lớp nữa các bạn. Để mấy anh zombie không có tấn công vô ấy. Đó. Giữ an toàn cho mấy anh dân làng trong đây trước đã. Mình sẽ đổi ra thêm này. Đấy. Lồng gỗ, giữ gỗ này mới đúng. Đó, mình sẽ ốp xung quanh các bạn để cho mấy con zombie nó không lại gần ấy. Sau khi mình cứu thì chắc chắn mấy con zombie bình thường sẽ bay lại đánh mấy anh dân làng ấy. Đó, giờ mình sẽ gạo thêm một lớp nữa. Cái này không cần đâu. Rồi, làm ra.
Sau đó thì mình sẽ vào làng để khám phá coi trong ngôi làng Zumbai sẽ có những gì nha các bạn. Tại vì từ bữa mình gặp cái ngôi làng đấy, mình chưa vào bên trong nữa. Đấy, mình rất là tò mò bên trong có gì luôn. Ok, bây giờ mình sẽ đi vào trong thôi. Đó, khi mà có tên thì mình không có despawn nha các bạn. Đó, cho nên mình cũng không có lo đâu. Đấy, còn cái này có chưa? Ok, có hết rồi. Giờ mình sẽ vô bên trong ngôi làng coi có gì nha. Ô, ngôi làng này tính ra cũng rất là bự luôn á các bạn ơi. Đấy, quá trời nhà này, nhưng mà có điều thành ngôi làng bỏ quan rồi. Ở đây là cái này là nhà của ông thợ rèn các bạn. Wow, phiên bản mới này nhà của thợ rèn nhìn đẹp ghê luôn á các bạn ơi. Đó, bé bé nhưng mà mình thích cực. Rồi, tiếp theo là cái này là nhà của ông thủ thư hay sao này, có kệ sách nè các bạn. Và có cái này gì nữa này. À, cái bục kiểu như cái bục giảng á các bạn ơi. Ở trên thì không có gì hết. Còn đây là lại là nhà của ông thợ rèn nữa này. Wow. Làng này tới hai nhà ông thợ rèn luôn á các bạn. Còn bên đây là nhà của ai đây? Wow, có cái giường này. Còn đây là cái giếng. Cái chuông chắc mình sẽ mình sẽ dời cái chuông đi các bạn. Không biết mình lấy được cái chuông không nữa. Cái chuông lấy được luôn các bạn ơi. Chắc mình sẽ mượn cái chuông này đem về nhà đi. Đấy, không biết cái chuông có thể chế tạo không nữa. Các bạn nào biết cách chế tạo cái chuông ấy thì đừng quên comment ở phía dưới chỉ mình nha. Cái chuông này mình sẽ đánh cho các bạn xem nha. Nó mình qua mấy ngôi làng kia, các bạn thấy mấy anh dân làng khi mà bị bọn cướp dân làng tấn công ấy thường đánh chuông để thông báo cho mấy anh dân làng khác biết luôn. Ủa, mấy ảnh dân làng mới này thông minh lắm các bạn ơi. Rồi bên đây thì không có được. Đây đường vô đây. Dân làng mới này không biết cái nhà nào mới có rương ấy các bạn. Mình đi lên quanh nãy giờ chưa thấy nhà nào có rương hết ấy. Dân làng mới mình thấy nó có mấy cái giường luôn các bạn à. Không biết nó có ngủ được không nhờ. Đó giờ mình chưa thấy dân làng ngủ luôn ấy. Có cái giường nữa các bạn. Chắc dân làng mới biết ngủ hay sao thì nó mới đặt cái giường ấy. Ở đây hình như cũng có nè. Mấy nhà bự bự này là có giường hết nha các bạn. Kể cả cái nhà nhỏ này cũng có luôn này. Giờ mình sẽ vô cái nhà thờ coi. Đấy, wow, nhà thờ bây giờ kính màu các kiểu luôn. Được cái này lụm về luôn. Lên trên coi. Ở trên có bàn chế tạo. Vậy là không có rương à. Làng mới này không có rương các bạn ơi. Đi xuống. Ở đây có cái giường này nè. Giường vàng đúng cái giường mình thích luôn ấy. Vậy là xong rồi. Bên đây còn nè bạn. Đấy, bên đây còn cái nhà nữa hay sao này. Rồi, đi vô khám phá nốt cái nhà này là quay về chế thuốc các bạn. Nhà này cũng như mấy nhà kia không có rương á các bạn ơi. Ở đây có cái con lạc đà. Anh dân làng ấy nè. Có cáo luôn. Nhưng mà mình không có, các bạn bảo là lấy thịt gà ấy để thuần phục cáo nhưng mà mình không có thịt gà. Để mình coi anh dân làng này coi đổi gì nha. Anh dân làng này là lang thang cơ mà, dân làng lang thang. Anh này đổi bóng xì lam này. Bóng xì lam rất là hiếm luôn các bạn ơi, tại vì phải ngay dùng đầm lầy ấy và nó có tỷ lệ spawn ra ấy hay sao á. Thành ra cái bóng xì lam rất hiếm luôn này, nhưng mà mình không có emerald ở cái bên. Ok, chắc bây giờ mình sẽ quay về nhà ấy, rồi lấy số emerald mà mình có được trong thời gian qua và đổi cái bóng xì lam nha bạn. Tại vì xì lam mình không có cách nào để chế tạo hết ấy. Đó, mai mà mình gặp anh nhân làng lang thang ấy. Ok, giờ mình sẽ lấy cái emerald và quay trở lại trao đổi với ảnh nha. Ok các bạn ơi, hiện tại thì mình đang thiếu mía này. Qua đây mà quên đem mía các bạn ơi, bây giờ phải tìm mía để nhân giống lên đây. Tại vì mình cần mía để làm cái gì mắt nhện lên men các bạn ơi. Đó. Giờ mình sẽ tìm một ít mía coi. Hôm bữa mình đi xung quanh đây mình thấy có mía hay sao các bạn. Giờ mình sẽ thử tìm nha. Đây. Mía đây, giờ mình sẽ đem về rồi nhân giống ở cạnh nhà nha, để có thể dễ dàng lấy khi mà cần thiết các bạn. Lấy được 6 cái mía này. Rồi, ok rồi. Từ 6 mía mình có thể nhân giống lên rất là nhiều luôn các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ trồng mía lên đây nha. Đó, cạnh nhà luôn. Đấy, cần thì cứ ra lấy thôi bạn. Giờ mình sẽ lấy một cái đi vô để làm cái mắt nhện lên men nha. Đấy, đổi ra đường này. Còn cái này là cần nấm nữa các bạn ơi. Đó, giờ mình sẽ để vô công thức này. Đây, mắt nhện được lên men. Đó, cũng như là cái búa địa ngục. Đây, búa địa ngục đây, cũng như là một cái que bị lửa để làm chất đốt nha. Mình sẽ đặt cái này xuống. Búp. Đó.
Giờ mình sẽ để cái này vô. Wow, được hai cái luôn. Đó. Tiếp theo là cho cái lọ các bạn à. Lọ thì mình cần kính đúng không? Mình sẽ nấu cát lên cái đã. Tại vì bây giờ mình hết thủy tinh rồi các bạn. Giờ mình sẽ nấu cát lên nha. Ok, thủy tinh đã được nấu rồi. Bây giờ mình sẽ làm một cái lọ. Đó. Được ba cái luôn. Vậy bây giờ mình sẽ múc nước vào rồi cho vào cái dạng pha thuốc nha các bạn. Đó, một lần thì mình nấu được ba bình luôn. Giờ mình sẽ cho vào và cho cái mới vô cho gì trước ta? Để mình nhớ xem nào. Hình như là cho cái mắt nhện vô trước luôn á bạn ơi. Ok, giờ mình sẽ thử nha. Mình sợ làm sai thuốc lắm các bạn à. Không biết có đúng không nữa. Để mình thử cho vào cái mắt nhện trước nha. Đúng thuốc rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ cho vào một ít cái thuốc súng hả? Hình như mình không có đem cái thuốc súng ở đây các bạn à. À, phải chạy về nhà lấy nữa rồi. Nhà cũ các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ quay về nhà cũ để lấy cái thuốc súng nha các bạn. Rồi nãy mình quên lấy nữa. Ok, giờ mình sẽ quay về bên kia để lấy thêm cái thuốc súng nha. Ok các bạn ơi, hiện tại thì mình đã mất hết đồ tại vì vừa té xuống trên kia xuống các bạn à. Đu dây mà cũng đu trượt nữa thành ra té thành rớt hết đồ nữa bạn. Đi dây leo mà cũng để té nữa thì tình đúng là nớp mà. Mà không sao đâu, ít nhất mình cũng lấy đồ về rồi này. Ok, bây giờ mình sẽ vào trong ngủ cái đã rồi sáng chúng ta cùng chế thuốc và quan bệnh cứu mấy nhân làng nha. Mình lấy trừ hao các bạn à, mình lấy 11 cái thuốc súng luôn ấy. Để khi nào cần thì mình có thể lấy ra dùng luôn, không cần phải quay lại cái nhà cũ để lấy qua nữa các bạn. Ok, ngủ xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cho cái thuốc súng vào nha, để thành cái thuốc ném ấy các bạn. Hiện tại không biết cái chỗ farm trứng nó hoạt động như thế nào nữa. Cũng khá lâu rồi này. Mình có nguồn trứng khá là nhiều rồi này. Chắc mình sẽ thử làm bánh nha các bạn. Các bạn bảo rằng cái con gấu panda này có thể cưỡi ấy, mình cho ăn bánh kem thì có thể cưỡi ấy các bạn. Nhưng mà mình chưa thử nữa, bây giờ mình sẽ thử làm một lần cho các bạn xem nha. Bánh kem để mình coi công thức coi cần cái gì nha. Thức ăn này, bánh kem đúng không? Ông giận, bánh kem đâu ta? Bánh quy này. Bánh quy này. Hạt cacao, chắc mình phải làm cái farm cacao các bạn ơi. Bánh kem đâu ta? Súp cu dền luôn. Wow, bánh kem đây. Cần 3 xô sữa, 1 trứng và 2 đường các bạn ơi. 3 mía, 3 lúa chứ. Wow, công thức khá đơn giản ấy. Được đây, tí nữa mình về mình sẽ làm cho các bạn xem nha. Sẵn để đo thử bánh kem luôn các bạn. Sẽ đặt cái chuông đây đi. Rồi, giờ mình sẽ lấy 3 bình thuốc và qua bên kia ấy để sử dụng lên mấy anh dân làng nữa. Giờ mình cần vàng các bạn ơi, vàng để làm táo vàng ấy. Hiện tại thì mình có 3 quả táo luôn. 6 quả chứ. Ok, bây giờ mình sẽ làm 3 quả táo vàng trước nha. Táo vàng đúng không? Đấy. Mình full slot rồi. Giờ mình sẽ vứt vứt búa đi. Đấy. Mình thiếu một cục vàng này, giờ mình sẽ lấy thêm một cục vàng nữa. Rồi, cái đây là đổ này. Đó. Vứt và một trái táo vô. Rồi xong. Đấy, giờ bây giờ chúng ta sẽ qua bên kia và chữa bệnh cho mấy anh dân làng nha. Ok, giờ qua bệnh thôi. Mà trên đường đi chắc mình sẽ xử mấy tên cướp dân làng luôn các bạn. Tại vì hồi nãy lúc mình qua bên kia vào buổi tối mình gặp ảnh đang định lợi nhà mình này. Nguyên một binh đoàn luôn các bạn. Mấy tên này sao cứ thỉnh thoảng lại kéo lại nhà mình nha. Mình đã không muốn gây hấn với mấy ảnh mà mấy ảnh cứ kìa. Bây giờ mình sẽ dùng nỏ mình quất mấy ảnh luôn nha. Rồi, dám quay lại chỗ nhà tôi. Quay này, lần này không có tên cầm đầu mình không sợ đâu. Này thì bắn nỏ này. Rồi, ok, giờ mình sẽ qua bển và chữa bệnh cho ảnh nha. Ok, cảm ơn, mình đã đến nơi rồi này. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái thuốc yếu đuối để mình ném vào trong á các bạn. Giờ mình sẽ không biết một lần mình ném vô hai anh được không nhờ. Giờ mình sẽ cho mấy ảnh ăn táo nha. Được một anh rồi này. Vậy. Anh gung gung mình cả, anh này cũng vậy luôn.
Rồi, mình lỡ ăn trái táo vàng luôn rồi các bạn ơi. Ui, mình đâu có mắm ăn đâu. Ui, phiên bản này bị lỗi không à, mình cầm trái táo trên tay tự động quốc luôn kìa. Ăn tự ăn mà mình không có click chuột luôn ấy. Ui, giờ phải về nhà để grab thêm một trái táo vàng nữa các bạn. Chả hiểu sao tự nhiên quốc luôn. Ok, giờ mình sẽ chế tạo một trái táo vàng rồi quay trở lại chữa bệnh cho anh còn lại luôn nha. Ok các bạn, mình đã quay trở lại rồi này. Đó, bây giờ mình sẽ sử dụng trái táo vàng vô anh dân làng còn lại luôn nha. Ui ui, không được cầm, không được cầm. Hồi nãy mình cầm trên tay tự động ăn luôn chứ. Rồi, giờ mình sẽ chọi vô. Đó, nhà ăn vô. Rồi, công việc tiếp theo là mình đợi cho mấy ảnh trở thành dân làng bình thường nha bạn. Lúc đó ảnh sẽ hết bệnh. À, tạm thời là mình sẽ tìm một bé gà đi. Rồi mình sẽ lấy thịt bé gà đó và thuần phục thử bé cáo nha. Tại vì các bạn bảo là có thể thuần phục cáo bằng thịt gà ấy. Cho nên bây giờ mình sẽ thử tìm một bé. À đây 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 đây, bé gà đây, bé gà đây. Rồi giờ mình sẽ lấy thịt bé gà này nha. Và mấy bạn bảo là cáo sẽ ăn thịt gà các bạn. Tự động cắn bé gà ấy. Nhưng mà mình chưa thấy bé cáo đâu nhờ. Hồi nãy mình mới gặp ở đây mà. Đâu hết, đi đâu rồi ta? Để mình đi xung quanh đây để tìm bé cáo thử nha. Đấy. Ở đây có cừu này. Wow. Có cừu hả? Hình như cáo không có ăn thịt cừu các ơi. Chỉ có sói mới ăn thịt cừu thôi, còn cáo không có ăn thịt cừu ấy. Đó. Ở đây có cừu nữa này. Ở đây còn có một bé sói nữa các bạn ơi, nhưng mà mình không có đem theo xương ấy. Tiếc nha. Nãy giờ mình không thấy bé cáo đâu hết các bạn ơi. Chắc bé cáo chạy rồi quá. Mà công nhận bé cáo chạy nhanh thật các bạn à. Hôm bữa ấy mình lại gần xíu thôi mà bé cáo phi một phát là mình đuổi không kịp luôn ấy. Bây giờ mình sẽ đợi mấy anh dân làng Zumba này một xíu nữa các bạn ơi. Bệnh này chữa khá lâu này. Mình nghĩ hai anh này sẽ khỏi bệnh trước các bạn, tại vì anh này sao khá là lâu luôn ấy. Nhưng mà không sao đâu, mình sẽ hóng nhất là cái anh dân làng đeo kính đây này. Mình không biết ảnh là cái nghề gì ấy. Ui trời. Ui, hung thế, mình lại gần đó mà. Nhìn hình hài của ảnh thì mình nghĩ ảnh khảo cổ à. Tại vì ảnh cứ đeo có một bên mắt kính thôi các bạn ơi. Đó, giống mấy ông mà đi khảo cổ ấy các bạn. Đó. Rồi ông này thì làm thợ rèn này, còn này là bác nông dân. Đấy. Ở đây hình như không có mèo sao các bạn, làng này không có mèo rồi. Được rồi nè. Đó. Yay. Đó, anh này khỏi bệnh rồi. Rồi, tới anh này, lẻ lên anh ơi. Lẻ lên. 1. 2. Ui. Ôi, hình như cái mặt ảnh gần hết rồi kìa. Đúng không ta? Ở phía trên đó các bạn. Để mình coi anh này đổi gì nha. Anh này lâu thế. Anh này đổi bánh mì. Anh này anh nông dân mà. Được. Rồi, giờ mình coi. Anh này lâu khỏi bệnh quá các bạn. Mình muốn xem cận cảnh quá trình ảnh chuyển từ zombie dân làng qua dân làng ấy. Đó, để các bạn cùng xem nữa. Rồi. Lẹ lên anh ơi. 1. Nó. Nó có cái âm thanh gì đó các bạn ơi. Wow. Anh này là làm giáp các bạn à. Người mới này. Còn này sao? Anh này còn lâu lắm. Một tí thì mình sẽ quay lại chỗ này nha bạn. Để coi anh này làm công việc gì nha. Mình thấy anh này lạ cực các bạn ơi. Lần đầu mình gặp anh dân làng mà có cái kính này. Anh này đổi. Đổi rẻ thế nhờ. 1 MR mình có thể đổi được cái áo giáp sắt luôn các bạn ơi. Hay nha. Ok, giờ mình sẽ đi quanh ngôi làng để tìm thử coi có mèo không nha các bạn. Tại vì phiên bản mới này, mèo sẽ spawn ở trong một khu làng nha các bạn. Cho nên không có thể thuần phục được mèo rừng đâu. Mèo rừng mình chỉ kiểu như làm cho nó đỡ sợ mình hơn thôi ấy. Đó. Giờ mình sẽ đi quanh ngôi làng một vòng coi. Để coi có bé mèo không nha. Rồi. Ở đây có ngựa này. Có nên dắt thêm một vài bé ngựa về để nuôi không nhờ. Các bạn nhớ comment nha. Có nên các bạn có muốn mình thuần phục ngựa ấy thì đừng quên comment phía dưới nha. Để mình dắt thêm một vài em nữa về để cưỡi di chuyển xung quanh đây các bạn. Nó có rất là nhiều loại ngựa cho các bạn chọn luôn này. Cái này là ngựa xám này. Cái này là ngựa vàng các bạn. Đấy, cái này là ngựa vàng có thêm màu đen này.
Con này là ngựa bông. Rồi, ở đây có cái bông hướng dương luôn á các bạn ơi. Ồ, được đây, được đây. Ok luôn. Bây giờ mình sẽ ngủ đi. Tạm thời mình qua đêm tại làng nha bạn. Rồi, ngủ. Rồi sáng mình qua bên kia ấy và xem coi anh nhân làng kia làm nghề gì nha. Mình rất là hóng coi anh nhân làng kia làm nghề gì ấy các bạn. Cái gì ảnh ăn mặc rất là dị luôn. Mình lần đầu mình gặp anh nhân làng mà đeo mắt kính gì luôn ấy. Ok, giờ mình sẽ qua coi ảnh khỏi bệnh chưa nha. Ảnh chưa nữa này. Ảnh vẫn chưa khỏi bệnh các bạn ơi. Có nên đợi không ta? Ok, giờ mình sẽ đứng đây đợi để cho các bạn xem coi anh nhân làng này sẽ làm cái nghề gì nha. Đấy, cũng như là cái quá trình mà ảnh chuyển từ zombie dân làng qua dân làng nha. Ok, hẹn gặp lại các bạn khi anh này trở thành dân làng bình thường nha. Ảnh trở lại bình thường nữa bạn. Wow, nhà này cũng có vẻ được ấy. Mình thắc mắc ảnh đeo sau lưng cái gì các bạn à. Ở sau lưng có cái gì kìa. Sau lưng anh đeo cái gì các bạn? Để mình coi coi. Đừng. Đó. Anh đeo một cái. Anh này anh vẽ bán đồ, đúng rồi. Phiên bản mới này anh vẽ bán đồ. Mình nhìn không ra các bạn ơi. Đó. Được đấy, được đấy. Anh này là thợ rèn, anh này là nông dân á. Ok, tạm thời mình đã chữa bệnh cho mấy anh dân làng xong rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ quay về nhà rồi chế tạo cái bánh kem để thử coi gấu panda có ăn được không nha bạn. Ok, giờ mình sẽ quay trở về nhà cái đã. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ craft thêm một cái xôi để bắt xương bò các bạn. Đúng chất nông dân luôn, bây giờ mình sẽ đi bắt xương bò nha. Công việc này khá là vui luôn các bạn ơi. Vừa có xương bò uống này, vừa có thể kiểu như làm được bánh kem ấy. Tại vì công thức bánh kem cần tới 3 xô xương bò nè các bạn ơi. Đó, bây giờ mình sẽ lấy một xô này. Uống luôn. Nhầm. Yeah. Xô xương bò đầu tiên mình sẽ uống nha. Còn bây giờ mình sẽ lấy 3 xô này. Đó. Giờ thì về nhà làm bánh kem thôi các bạn. Mà sữa bò nó uống không có hồi thức ăn các bạn ơi. Tiếc nhờ, phải chi sữa bò mà uống hồi được thức ăn thì hay quá chừng luôn ấy. Giờ bây giờ mình sẽ làm một cái bánh kem nào. À mà quên nữa, mình còn thiếu mía. Mình cần tới một mía sao các bạn ơi. À không, trong nhà mình còn một cái đường này. Đúng không ta? Ở đây đây đây, đường đây. Bây giờ mình sẽ làm thử cái bánh kem nha. Còn thiếu gì ta? Đúng rồi mà. Này, xô sữa đúng không? Rồi, cái này và hai cái trứng hai bên. Búp búp. Không đúng à. Ủa đúng rồi ta. Hai đường các bạn à. Mình nhớ nhầm. Hai đường. Mình có một đường mà. Rồi, giờ mình đủ đường rồi nè. Bây giờ mình sẽ vào làm bánh thôi. Đấy, lần đầu làm bánh còn quên công thức các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ làm một cái bánh ngọt này. Trả lại mình 3 cái xô các bạn ơi. Hình quá. Mấy ảnh không có lấy cái xô các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ cho gấu panda ăn thử nha. Mình sẽ cho bé gấu nâu đi. Gấu nâu ăn các bạn. Tại vì bé gấu nâu mình thấy tội nghiệp lắm. Ra đây chơi của mình à. Con bệnh không chịu chơi với mấy bé gấu màu đen ấy. Không biết sao nữa. Rồi, lên đây chơi đi em. Cho bé ăn bánh này. Ủa? Gấu panda đâu ăn được bánh kem đâu các bạn. Nè. Gấu panda đâu ăn được bánh kem đâu. Buồn nha. Ủa sao mấy bạn bảo là gấu panda ăn được bánh kem mà ta? Chắc mấy bạn cho mình rồi, biết mình nớp nên cho mình rồi. Mà thôi kệ đi, mình để bánh kem trong nhà, lâu lâu mình để dành mình ăn các bạn ơi. Có đâu đúng không? Rồi, giờ mình sẽ đặt cái bánh kem. Đặt ở đâu ta? Đặt ở bây giờ mình sẽ làm một cái bàn đấy các bạn. Đó, rồi mình đặt cái bánh kem xuống á. Mình sẽ làm cái chỗ ăn ngay tại ngay chỗ nào ta? Mình sẽ đặt cái này đi, để làm chỗ ăn các bạn. Đặt cái chuông ra. Rồi đặt ngay đây và đặt bánh kem lên. Đó, tối về khi nào mà đói bạn ăn cái bánh kem là được ấy. Đấy. Ok, bây giờ mình sẽ lấy cái MR này vào quan bển trao đổi với cái anh linh mục nha các bạn. Không, anh dân làng lang thang chứ. Tại nãy giờ cũng khá lâu rồi, mình lo mình làm mấy thứ linh tan tinh thành ra quên đi đổi đồ với ảnh nữa. Ok, bây giờ mình sẽ quay trở lại nha, hy vọng ảnh không có despawn nha các bạn. Ok, đi thôi.
Ok cảm ơn, mình đã quay trở lại chỗ này rồi này. Không biết ảnh có despawn không mà, tại mình thấy ui dạ 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 cái bạn mới nè, cái anh nhân làng đó chỉ xuất hiện có một vài phút thôi các bạn ơi, rồi ảnh mất tiêu à, ảnh bỏ lại mấy cái con lạc đà của ảnh luôn ấy. Ồ anh nè, lạc đà của ảnh này. Gì ảnh đâu ta, hồi nãy là mình thấy ảnh đi rồi đấy. Ồ vậy là ảnh đi luôn rồi các bạn ơi. Ồ tiếc nhờ. Tại vì ảnh đổi slam các bạn, slam thì khá là hiếm luôn ấy, thành ra mà thôi kệ đi, lỡ anh lỡ đi rồi sau này hy vọng gặp được anh khác sẽ bán slam nữa các bạn. Để coi. Lạc đà không có lấy sữa được các bạn ơi. mình ấn vào còn kêu la gì nữa nè. giỡn thôi. Lạc đà này khá đẹp các bạn, mình thử mình ngồi lên coi đó. Bé không chịu. À hồi nãy giờ bé sói trốn mình đi ngủ trưa các bạn ơi, ấy nằm ngủ trưa này. Giờ mình sẽ zoom gần lại cho các bạn xem nha. Đó nhầm đó ấy kê. Bé sói bé cáo chứ. Bé cáo các bạn ơi, đó bé cáo dễ thương luôn ấy. Ok chắc mình không quấy gầy giấc ngủ đâu các bạn, tại vì bé cáo đang ngủ kìa, thấy không đó, ngủ rất là say luôn. Mình ở cái cũng đâu có xa đâu, mình ở gần lắm rồi đấy mà cũng không hay biết gì luôn các bạn. Ok để ngắm bé cáo một xíu nữa đi các bạn ơi. Ui à thấy không mình ở xa gì mà còn sợ các bạn à, bé cáo rất là nhát luôn. Nếu còn mình có thịt gà không đã, mình sẽ thử lấy thịt gà các bạn rồi coi thuần phục được bé cáo không nha. Giờ mình sẽ lấy một ít thịt gà ở đây này, hồi nãy mình thấy gà bên đây nè các bạn đó, ở đây lấy thịt gà rồi. Ok mình có một thịt gà rồi, hãy hy sinh một bé gà để các bạn để thuần phục bé cáo ấy. Rồi ok qua bển thôi. Có trứng này, thôi kệ đi, trứng mình có đầy nhà mà. Rồi giờ qua bển coi bé cáo có đi chưa nha, thì cáo rất là nhát luôn các bạn ấy, cho nên mình phải đi từ từ thôi. Đang ngồi hay sao kìa. Wow trời cũng đang tối luôn kìa các bạn. Đó. Các bạn còn bảo là bé cáo có thể gặm đồ ấy. Nó bé cáo mới kêu kìa. Rồi. Bé cáo đi khum khum gì mắc cười quá các bạn. Ngồi kìa. Lại đây em ơi. Hả? Bé cáo ngồi kìa các bạn. Mình sẽ. Rồi. Mà không biết có một thịt gà không biết có thuần phục được không nhờ. Mình sợ một thịt gà không thuần phục được các bạn ơi. Ui sao nhát đi quá em. Đừng đứng lại anh cho ăn thịt này. Rồi ngồi đó đi. Lại đây. Ui. ăn đi. Không chịu ăn hả bạn. gặm hộp giống chạy kìa. Ok giờ chắc mình sẽ ngủ ra bạn ơi. Giờ tối thui rồi, sợ các bạn khó nhìn quá. Ok giờ mình sẽ ngủ cái đi rồi sáng ra mình đuổi theo bé cáo tiếp nha. đuổi theo bé cáo rất là vui luôn các bạn. Ok chờ sáng rồi này, bây giờ mình sẽ tìm lại bé cáo nha. Bé cáo chạy nhanh lắm các bạn ơi. Kìa. bé cáo ngậm được cái hộp giống luôn các bạn. Ăn đi. Ui đừng. Hên quá. Mình cứ tưởng bé cáo vô cắn mấy anh dân làng chứ. Ôi là bé cáo sợ rồi, không là gần được các bạn ơi, không ăn được cái thịt gà luôn ấy. Để mình lại ở đây coi. Thấy không các bạn, thấy không, thấy chạy rất là nhanh luôn. Ui sao nó chui vô hang rồi. Đừng em ơi. Ui mình sợ bé cáo đi vô trỏng rồi bị lạc không lên được các bạn ơi. Ok chắc bây giờ mình sẽ làm lại cái đường rồi cắm đuốc cho bé cáo lên nha. Ui mình chỉ muốn giỡn xíu à, chứ không kiểu như đi dưới lỡ trượt chân té là chết đấy các bạn. Ok giờ mình sẽ để cho bé cáo tự đi lên đi, mình không gượng nữa đâu. Ok giờ mình sẽ trở về nhà thôi. Ok cảm ơn, hiện tại thì cái máy APK của mình đặt bên nhà cổ ấy cho nên khá là xa, mỗi lần mình muốn câu cá thì phải di chuyển qua cổng Nether rất là lâu luôn. Cho nên bây giờ mình sẽ làm một cái chỗ APK mới nha bạn, và ở trên độ cây luôn nha, lần này mình sẽ làm trên độ cây. Để ở chảnh thì không có quái các bạn, mình có thể câu dễ dàng hơn ấy. Ok khi qua cái đoạn này thì phải nên cẩn thận nha bạn, hồi nãy mình trèo xuống mình bám vô cái dây leo không kịp này, rớt xuống dưới cái bẹp một cái. Chết luôn ấy.
Cho nên bây giờ mình sẽ đặt một block ở đây cho an toàn này. Đó. Làm gì té nữa. Rồi, ở đây mình sẽ làm một cái chỗ câu cá. Trước tiên mình sẽ đập này ra để nó đừng có spawn quái các bạn à. Mình theo như mình biết thì quái nó không spawn ở trên cái mấy bờ lóc lá ấy. Đó, cho nên mình sẽ làm ở đây luôn nha. Ok, bây giờ mình sẽ mình sẽ làm một cái chỗ nước ở đây. Đó, ở đây phải có nước nha bạn. Nhưng mà trước tiên mình sẽ đặt cái rương trước cái đã. Cái rương để cho nó chứa đồ mà mình câu được ấy. Đó. Và một cái hopper chĩa vào nha. Mình chế tạo dư một cái hopper ấy. Và ở đây đặt một cái hàng rào nha bạn. Đó. Tiếp theo ở đây thì lắp lại cũng được này. Mình có thể cắt lá không ta? Mình lỡ đập ở đây rồi nhưng mà không sao đâu. Ở đây mình sẽ đặt một cái lốc này đi. Đấy, rồi một lốc nốt nhạc nha. Đó, tiếp theo cho nước vào. Bước. Đấy, nước nó sẽ tự động chảy vô cái ô đang bị hụt nữa các bạn. Rồi mình sẽ đặt một block ở đây. Đó, và đặt cái cửa sập nha, cửa sập bằng sắt nha bạn. Đặt xuống đây. Đấy. Cái cuối cùng ấy là một cái gì ta? Cái tấm cảm ứng ấy, cái tấm cảm biến bằng vàng, đúng rồi. Cái tấm cảm biến bằng vàng nha bạn. Bây giờ mình sẽ xuống dưới và chế tạo một cái tấm cảm biến bằng vàng để đặt lên trên nha. Đấy, cái hệ thống AFK này rất là đơn giản luôn các bạn. Đấy, ok, giờ mình sẽ chế tạo rồi lên trển đặt vô nha bạn. Ok, cảm ơn công việc của các bạn là ngồi ngay cái gương này. Đó, ngay cái gương và chĩa vào cái nốt nhạc các bạn. Ấy, khi đó nó sẽ tự câu thôi. À, các bạn nào thích nghe nhạc thì có thể mở âm lượng của cái nốt nhạc lên ấy và nghe. Ấy, nó sẽ từng. Mà khi câu cá các bạn nên câu cá ngoài trời hoặc là nơi nào mà có ánh sáng mặt trời ngay cái block nước ấy thì nó sẽ kiểu như tăng cái tỷ lệ ra đồ ngon các bạn à. Theo như mình biết là vậy ấy. Cho nên mình sẽ đặt ở phía trên cái cây này là thích hợp nhất. Đó, khi nào mà mình câu dính cái nó sẽ tự hút đồ vô luôn. Đó, mình vừa câu dính được một con cá đó các bạn. Nhưng mà bây giờ mình sẽ gán câu thêm một con đi. Rồi mình sẽ mở cái rương ra coi được những gì nha. Đấy. Câu cá này thì mình cũng có thể câu để farm kinh nghiệm luôn ấy các bạn. Đấy, rất là tiện luôn. Rồi. Đó, được một con cá nóc nữa này. Đó, đây là con cá nóc mà bữa hổm mình giật mình này. Lỡ tay ăn các bạn à. Đấy, thành ra thôi. Bây giờ cắt mới được, sợ lắm rồi. Rồi ok, giờ mình sẽ đi xuống nha. Đấy, ở trên đây cao quá mình cũng hơi sợ các bạn ơi. Rồi, đi xuống. Mình không có khiên nữa. Ôi da. Ai da da. No, chạy đi đâu? Mấy anh. Ôi da da da. Mình phải tìm cách đi ngủ các bạn ơi để lưu cái điểm hồi sinh lại. Chúng thôi giờ mình đai là mình xong luôn á, mình phải mất hết đồ luôn. Ôi da, chạy. Sao anh dí mình kinh thế. Lần này cái ngôi làng này có golem các bạn cho nên cũng khá tiện này, đánh tiếp mình luôn. Đó. Quỳnh này còn một tên thôi, giờ mình sẽ ngủ trước cái đã để mình lưu cái điểm spam ball đó các bạn. Rồi, ngủ trước đi. Anh golem đánh kìa. Nó cái làng này cũng khá tiện á các bạn ơi. Rồi, bánh mì, lấy bánh mì ăn luôn. Đó, giờ mình có anh golem đánh tiếp rồi cho nên mình cũng không lo lắm các bạn. Trận chiến này cũng khá là dài đây. Ảnh đánh chuông các bạn. Wow. Để coi mấy tên kia đi từ hướng nào nha. Đấy, giờ mình sẽ đứng gần cái anh golem này để anh golem bảo vệ mình tiếp các bạn. Chứ bây giờ một mình đánh không lợi tụi nó đâu. Bọn nó đi từ hướng nào ta? Ok. Đấy, mình sẽ dụ nó lại cái chỗ anh golem nha. Ở đây anh golem đánh tiếp các bạn ơi. Quýnh một cái rồi chạy này. Ui da. Cái tên này có cái cung enchant hay sao các bạn à? Cái nỏ enchant các bạn ơi. Bắn một lần ra quá trời luôn kìa. Bắn lần 3 tỷ luôn. Anh golem ơi, tiếp anh ơi. Đó. Anh golem đánh tiếp rồi, mình cũng đánh tiếp ảnh luôn các bạn. Này thì vô làng này. Kiếm mày đó. Dám vô làng của tôi hả? Chạy đi đâu. Yeah. Quay thứ hai các bạn ơi. Anh nhân làng này làm gì chạy tóc mồ hôi luôn nè các bạn. Đó. Anh sợ sao các bạn ơi. Giờ mình sẽ ăn vô cái đã. Để mình xem nào. Lần này có con trâu kìa. Con trâu kìa các bạn. Lẹ chạy. Giờ mình sẽ phải làm một cái khiên các bạn ơi.
các bạn nói là con trâu đó mạnh lắm ấy, cho nên mình phải có khiên mình mới ấy được. Mà mình không có sắt nữa. Chết rồi. Anh ơi cứu anh ơi. Mình sẽ lại đây để cho anh Golem bảo vệ tiếp nha bạn. Đó, mình sẽ đánh từng tên trước. Cùng mình chặt. Trâu hả? Đó, quýnh con trâu luôn. Quýnh con trâu. Hình như con trâu này nó không có biết đánh nha mọi người. Nè, nó đâu có đánh mình đâu. Đó. Cũng khá là hên đấy. Rồi. Ồ, chiếc này thì mình căng được đám này các bạn. Ồ, may quá. Lần này chưa có phù thủy đâu. Mấy lần sau như mới có các bạn ơi. Rồi, giờ mình sẽ tiếp tục đợi mấy tên kia ra thôi. Không biết các bạn có thích mình chiến đấu như vậy không nha. Đấy, mình thấy chiến đấu gì cũng khá hay các bạn ơi. Tại vì mình kiểu như được đánh nhau với bọn kẻ cướp dân làng ấy. Nói chứ bình thường mấy con mớp khá là yếu các bạn. Đấy. Ui, lần này có phù thủy này. Wow, càng đấy. Mình có đem theo cây nỏ đây. Đó, 14 mũi tên luôn. Yeah. Giảm cướp làng này. Phù thủy, mình sẽ quýnh phù thủy trước. Quýnh phù thủy luôn. Ơ, quýnh ra đường kìa. quýnh này. Đó, chọ thuốc hồi máu cho mình luôn. Yeah. Này thì chọi thuốc. Một mình căng hết đám này luôn. Hỏi anh ơi, nói chứ. cứu. Kiểu như một mình giáp hơi yếu các bạn à. Ủa anh William đâu rồi? Bắn này. Anh ơi nơi. Quýnh này. Quýnh phù thủy luôn. À, vậy là còn mấy đợt nữa các bạn ơi. Ui da. Dám phá này. Anh này đi lọt cái ổ phân rồi, cái thùng ổ phân rồi. Thiệt tình ấy. Vãi xoài à. Rồi mình sẽ vứt mấy cái này để nhặt mấy cái đồ trong đây các bạn. Mình sẽ vứt thịt chim bay đi, vứt cái chai luôn. Đó. Rồi. Để coi anh Golem đâu nha. Hình như anh Golem bị hạ hay sao các bạn à? Anh mất tiêu này. Ở đây, anh núp ở đây. Nãy giờ mình đánh mà anh anh không đánh tiếp mình ấy. Ok, giờ mình sẽ đợi coi. Ui, tới rồi nè. Ui, no. Rồi, bắn dân làng quá trời kìa. Dám đánh làng của tao. Ui, cái gì á? Ui, con ấy mới dùng chiêu gì các bạn? Đó. Chiêu mới sao con ơi? Ui, cái chiêu gì kìa, kiểu như nó chịu hỏi gì ở dưới các bạn. Ui, mình ổn rồi. Mạnh quá không ơi, một mình chiếm, mình không đánh lợi ấy. Ui, đông thấy sợ luôn nè. Ui da, rồi, chạy. Đừng. No. Ui, mấy anh này đánh đau quá không ơi. Dạ. Rồi, hai tên cuối thôi. Đấy, ui da. Tên này, chạy. Nè, này. Rồi, ui, anh Golem không bảo vệ làng chứ rồi. Này thì chịu hồi quá giật này. Rồi xong luôn. No. Ui mấy. Rồi xong luôn, mình bị cướp làng rồi mọi người. Không ổn rồi. Mình hư giáp trơn luôn ấy. Đã vậy mà còn chịu hồi. Dám vô đây cướp làng hả? Dám. Ui anh Golem không đánh tiếp trơn vậy. Bây giờ anh mới vô chứ vãi xòi thật. Rồi. Ui da. Ui mấy có con đi xuyên tường nữa kìa. Sao anh nhìn không vậy? What the heck. No. Quýnh tờ này. Cái con này khó chịu lắm con ơi. Ui da. No. Rồi. Mình đồ yếu quá không à. Không đánh lợi ấy. Rồi. Tưởng đâu anh chết chứ. May quá. Đây, dạ. Đánh mấy con lùm này nè. Quýnh. Ồ, mấy con cung chết hết rồi các bạn ơi. Đó, quýnh cái con lùn này được là khỏe nè các bạn. Úi da. Này thì con lùn. Này, ui. Tên cuối cùng này. Chạy đâu con sâu. Còn tên này nữa. Ui. Nó chém mình một phát đai luôn các bạn ơi. Ồ. Rồi xong luôn, mắc hết đồ luôn. Mình sẽ mặc giáp rồi lại. Cái giáp mình gần nát luôn rồi này. No, không ổn rồi các bạn ơi.
Cái này sao mình đánh lợi nha. Mình sẽ cắt bớt đồ đi, để một hồi mình mắc đồ thì tiếc lắm các bạn. Đó, mấy cái nào mình thấy quý quý thì mình sẽ vứt vô. Đó, mình có thêm được cái vật đỏ truyền sinh này. Làng mình hình như còn, ui còn may quá còn niềm tin các bạn à. Đấy, đây là niềm anh nhân làng cuối cùng của ngôi làng hay sao ấy, thì mình sẽ cố gắng bảo vệ ảnh mới được. Ô, để coi đi từ hướng nào nha. U, ở đây còn kinh nghiệm này, lấy luôn. Đó, được một cái yên cửa luôn. Vậy bây giờ mình còn có như ta 6 level các bạn ơi, mất hết kinh nghiệm rồi. Ui, bọn này nhanh thế. Này thì chịu hồi nè, dám chịu hồi. Ui, nó mạnh vậy. Chạy, nó mạnh lắm các bạn ơi. Không lợi rồi, đánh lợi rồi. Ui da. Ok, giờ mình sẽ tìm cách bảo vệ mấy nhân làng này mới được. Không được tấn công. Ui da, ui mình đánh lộn mấy nhân làng rồi. Ui da, no. Đừng. Ui da, rồi. Rồi xong luôn, mình chiến này mình bảo vệ không nổi các bạn ơi. Này thì, ui da. Rồi. À, đồ sắt yếu quá các bạn à. Mình phải cố gắng tìm được cái cúp gia tài nhanh các bạn ơi, để có được nhiều kim cương và làm giáp kim cương ấy. Chứ đồ gì không bảo vệ làng được đâu. Đổi xìu à. Ô, cái kiếm đâu rồi? À đây. Này thì ha, cướp làng này. Này, ui da. Này thì cướp làng hả? Cướp làng. Này thì cướp làng. Con trâu này, ui nó phá ruộng kìa. Con trâu này phá ruộng hả? Này thì phá ruộng. Rồi, tên này luôn. Đấy, chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Hình như làng mình vẫn còn các bạn ơi. Đó. Mình vẫn còn hy vọng. Đó, còn anh kìa. Yeah. Tên cuối cùng này. Ô, còn một tên nữa. Ok. Vậy chiến thắng rồi các bạn ơi. Ơi, trận chiến này hơi bị căng các bạn à. Ô, anh dân làng này bắn pháo bông này. Dân làng biết bắn pháo bông luôn, hay thật đấy các bạn ơi. Ô, nhưng mà cái làng này hy sinh lần nào cũng vậy các bạn à. Chỉ còn có một anh dân làng sống sót cuối cùng mà. Ồ, tiếc thật ấy. Anh này đổi anh này là nông dân các bạn à. Được đấy. Mình sẽ trồng lại lúa cho ngôi làng nha. Đó, mình tiếp tục có hiệu ứng người hùng ngôi làng 3 luôn. Wow. Hay đấy. Giờ mình sẽ trồng lại cho mấy anh dân làng nha. Trận chiến này hơi bị gắt các bạn ơi. Và ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem tập này của Lộc. Ở tập sau, nếu các bạn muốn Lộc chế tạo những cái gì mới thì đừng quên comment ở phía dưới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập tiếp theo. Bye bye.